Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè mày. Và ngày hôm nay thì sau khi thay đổi về giờ đang nè mày, từ Thiên Nhẫn đổi về giờ đang. Ở set Thiên Nhẫn thì 80 chóng 80 chậm. Thì Khải đã bỏ Khải không mang set đó nữa. Và Khải hiện tại đang mang set mới. Thì có rất nhiều anh em đang theo dõi kênh thì không biết là đồ Khải như thế nào. Thì đây Khải sẽ cho anh em xem. Ngày hôm nay thì Khải đánh được là 265 bạn, 81k và 41 đồng sơ và chết 28 lần. Chung là tỷ lệ tử vong cũng thấp, không cao lắm nữa mà. So với hướng này thì Khải cũng tỷ lệ tử vong cũng khá thấp nha. Nhiều người tử vong năm mấy, sáu chục, bốn mấy lần này mà. Liên chạm cũng được một cái 35. Có thể nói là liên chạm trong toán ngày hôm nay thì Khải đang là số 1 của liên chạm. Rồi anh em cùng xem sơ đồ. Nói chung là chủ yếu mình giữ nè. Rồi, đây anh em top 3 nha. Sơ tổng vương của tính tiền. Rồi, đó, top của tổng kim. Anh em còn nhìn sơ qua top đồ của Khải đây. Trong ở cái set đồ này thì có rất là nhiều thay đổi này mà. Từ một set phá hành thủy thì Khải đã đổi sang set thổ như này mày. Và Khải đang sử dụng cho mình đó là lôi sắc nội công 189. Lôi sắc nội công 189. Đó, sinh lực 43. Rồi, cái này thì server khoảng tầm 5 kim thôi nè mày. 5 kim quay đầu thì không có mắc lắm đâu. 5 kim thì nó khoảng tầm 300.000, 400.000 thôi nè mày. Rồi, một cái nón khăn băng 19, thì giám đốc 40, sinh lực 121. Rồi, cái cây này là lôi sắc nội công 189, sinh lực 43. Và đang sở hữu một tiếp tục là một cái áo phục hồi 40, sinh lực 76 và làm chậm 30. Một giá chiền sinh lực 84, làm chậm 30, nội lực 124. Một cái tay kháng họ 9, chống 40, sinh lực 37, nội lực 3112. Một gặp bội chón 30, kháng họ 13, sinh lực 11. Thì cái này thì Khải đang tăng trang thêm cho mình được cái này, chỗ đắp vào cho nó là một cái gặp bội chón 40, kháng họ trên 15 thì nó sẽ ok nha em ơi. Thì nó sẽ đạt hiệu ứng chón thì nó sẽ ok nha em ơi. Tầm này đánh thì cảm giác nhấc tay không nổi luôn em ơi. Nó bị chón anh em, hiệu ứng chón nhiều khi đứng hình luôn á. Nên là hôm nay chỉ được như vậy em ơi. Một cái nhẫn sinh lực 132. Một cái dây sinh lực 137, tóc 39, chuyển hóa 6. Một đai lưng kháng lôi 30, sinh lực 10, nội lực 99. Một cái nhẫn sinh lực 123, kháng lôi 14. Rồi đang sở hữu một cái mặt nạ kháng cảnh 5 và một trang sức sinh lực 200. Đó vậy thôi nè. Sẽ đồ Khải em khá tương đối nè mày. Tính sơ qua thì lượng đan của Khải tăng lên cho mình được 189. Và áo của Khải với lại gia truyền thì Khải đang có 60 chón. Quên sáu đi em, 60 chậm. 60 chậm nè mày. 60 chậm. Rồi bao tay thì 70 chón. Server này thì đồ tím nó rẻ hơn anh Thanh Tùng Lê, chứ không phải nghe giá gì đâu. Hồi xưa server đồ xanh á thì nó giá rất là cao. Đúng rồi anh ơi. Những server đồ xanh á người ta hét giá ghê lắm. Hello anh Tùng nha. Không biết phải anh Thanh là Tùng idol của mình không. Nà, đó. Cái bao tay này em mua chỉ vài kim thôi. Bao tay này em mua khoảng 2 kim thôi nè. Server này thì đồ tím nên là những trang bị đồ xanh như thế này á, nó không có giá cao cho lắm. Nếu server đồ xanh thì cái cây vũ khí này bèo lắm cũng phải từ 30 cho đến 45 kim. Thì khoảng tầm 2 triệu cho đến 3 triệu đó nè. Nếu server đồ xanh nha. Còn đồ tím này thì nó không giá trị bao nhiêu cả. Giá trị của nó thì thua khoảng bên kia khoảng tầm gấp 7, gấp 8 lần nè. Ừ, đồ sinh lực nội lực hơi thấp đúng rồi nè. Nói chung là ưu tiên ở đây Khải chỉ muốn ưu tiên sinh lực thôi. Nên là chỉ tương đối như vậy thôi. Muốn kiếm đồ đẹp hơn nhưng mà không có đâu mà. Đó. Rồi, anh em theo dõi thì đừng quên cho Khải một lần thay đổi update con giò đan này. Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đó. Nói chung là sinh lực nội lực Khải cố gắng tối ưu hóa nhất rồi anh em ơi. Ok anh ơi. Rồi. Đó. Nói chung thì ở một so sách đồ này thì Khải đang cố gắng tăng trang thêm cái ngọc bội này. Chọn 40. Rồi kháng họ trên 15. Sinh lực nỗ lực là ok nè mày. Làm gì làm mình đánh tống kim. Phải đặt móc 80 chón nha mọi người. Đó phải đặt móc 80 chón. Hiện tại Khải đang mới cái móc 70 chón rồi nè mày. Khải vẫn đang cố gắng nhờ Nga My hiệu ứng khá nhiều. Không có Nga My thì đứng hình liên tục nè mày. Thêm Nga My nó kẹp thanh âm vô thì mới ra đặt móc 80 chón. Đó giờ thôi. Tối nay có đốt nhà không ạ? Làm biếng mấy người nè mày. Bữa đốt nhà 3-4 tuần rồi. Không có gì hết, lửa chạy bao nhiêu tuần không có gì hết, hơi rác nữa mà. Rồi, đó, hiện tại như vậy anh em. Kháng Khải không có Nga My rồi anh em ơi. Kháng Khải không Nga My thì kháng lôi 49, kháng họ 27. Đó, phòng thủ 5, kháng hàng 58. Dạ thôi. Chủ yếu vào tổng kim thì mình sẽ bù lách đó là chiến cổ nè. Kháng tất cả. Rồi, kháng lôi 50, kháng họ 50. Đó, sinh lực, lôi sát. Chứ không bù mấy này là anh em đánh không nổi anh em ơi. Ôi, nãy giờ nói quên anh em ơi. Trời ơi. Con lôn này nó vô ạt là mà quên vứt cho nó cái cục sinh lực 500 hay gì chết phản đâm liên tục. Đây anh em ơi. Trời ơi. Nãy giờ cánh chạy xe quá trời mới ghê chứ. Đây anh em ơi. Giờ đánh xong trận thông kia mới nhớ ra là mình quên giao dịch cái cục sinh lực 500 qua con gạch chính. Hiện giờ nãy giờ phản đâm chết liên tục 500 sinh lực đó anh em. 500 sinh lực là một vấn đề anh em ơi. 500 sinh lực so vào cái đoạn sinh khí thì nó nằm ở khoảng là
160 điểm sân khấu rồi nè. Trời ơi, buồn gớm gớm, đánh xong mới biết phát hiện là mình quên đưa nhạc chính. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha. Hôm nay được top 3 tổng kim rồi em ơi. Cũng thua Tầng Vương, thua Tính Tiền. Đó, còn lại là mình cũng ok hết nha nè. Đây bọn mình được Khải này, anh Long này, Brother Tiger này, nằm top này.